hôm nay chúng ta hãy cùng học lời của đức chúa trời với chủ đề những người vâng lời đức chúa trời chúng ta luôn mong muốn được đức thánh linh dẫn dắt khi bước đi trên con đường đức tin đôi khi vì thiếu sáng suốt nên chúng ta có xu hướng thiên về xác thịt và thế tục hóa đó là lý do chúng ta sợ hãi vì vậy chúng ta phải luôn cầu nguyện lên đức chúa trời rằng xin hãy dẫn dắt con bằng đức thánh linh con muốn sống cuộc đời đầy ân huệ phần linh hồn như đức chúa trời cha mẹ mong muốn xin lấp đầy tấm lòng con bởi đức thánh linh xin dẫn con đi con đường phù hợp với điều mà đức thánh linh đẹp lòng tôi hy vọng rằng đức tin của chúng ta cuộc sống của chúng ta và mục tiêu mà chúng ta hướng tới tất cả đều sẽ được hoàn thành cùng với Đức Thánh Linh. Vậy, chúng ta có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh trong điều kiện nào? Trong OC chương 6 được chép rằng, chúng ta phải nhìn biết Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời, sau đó có việc chúng ta phải làm. Trong công vụ các sứ đồ chương 5 câu 32 đã chép rằng, còn chúng ta đây, là kẻ làm chứng mọi việc đó cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời ngài vậy. Có một đoạn rất quan trọng được chép trong câu 32. Nếu chúng ta xem kỹ lời này thì thấy Đức Chúa Trời phán ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho người thế nào? cho kẻ vâng lời Ngài. Sự vâng lời này không có nghĩa là vâng lời bất cứ ai. Nếu Adam và Eva tuyệt đối vâng lời Đức Chúa Trời, thì họ đã không bị đuổi khỏi vườn Eden, chẳng phải vậy sao? Nhưng kết quả của việc nghe lời ma quỷ xảo quyệt là gì? Đối tượng của sự vâng lời phải rõ ràng. Chúng ta phải biết và tin vào Đức Chúa Trời cha và Đức Chúa Trời mẹ. Dù có những khó khăn về phần xác, nhưng điều gì sẽ luôn được lấp đầy trong cuộc sống? Vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ được đầy dẫy. Vì Đức Chúa Trời không ngừng tuôn đổ Đức Thánh Linh trên những người như vậy. Vì vậy, suy nghĩ của chúng ta sự khôn ngoan thông sáng mọi điều chúng ta muốn làm, ngay cả công việc tin lành mà chúng ta đang làm. Đức Thánh Linh luôn giúp đỡ, yên ủi, hướng dẫn và giữ chúng ta lại khi chúng ta yếu đuối và mệt mỏi. Đây là lý do được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 rằng Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho chúng ta trong khi đi vào và đi ra và cả thùng nhồi bột của chúng ta cũng sẽ được ban phước vì chúng ta. Mọi thứ đều tràn đầy phước lành. Hãy xem điều ngược lại với điều này trong Thứ nhất Samuel chương 15. Trong Thứ nhất Samuel chương 15 câu 10 chép rằng Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy, ta hối hận vì đã lập sao lơ làm vua. Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài hối hận vì đã lập sao lơ làm vua. Lý do là gì vậy? Chúng ta hãy xem tiếp. Bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta, dù là mệnh lệnh nào, thì cũng không làm theo. Samuel buôn dầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Hãy chuyển sang câu 17. Samuel nói rằng, lúc ngươi còn nhỏ, tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? và đức jehovah há chẳng sức sầu cho ngươi làm vua của israel ư và đức jehovah đã sai ngươi đi mà rằng hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó sao ngươi không vâng theo lời phán của đức jehovah cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt đức jehovah đức chúa trời coi điều gì là điều ác vậy Đức Chúa Trời bảo Sao Lơ hãy tiêu diệt tất cả người Amalek. Tuy nhiên, Sao Lơ đã làm theo ý riêng mình và tha mạng cho họ. Trước mặt Đức Chúa Trời, điều này là điều ác. Nói một cách đơn giản, hành động không vâng lời là rất xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 20 lơ đáp cùng Samuel rằng, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức giê va Tôi đã đi làm xong việc mà Đức giê va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt. Đặng dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông tại Kinh Gành. Samuel nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật. Sự cố chấp hoặc lòng cứng cỏi giống như tội trọng cúng lệnh hình tượng bởi ngươi đã từ bỏ lời của đức jehovah nên ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua không phải sao lơ đã phạm tội ác tài đình như giết người hay vi phạm đạo đức nhưng tội trọng mà samuel đã chỉ ra là tại sao ngươi không vâng lời của đức chúa trời đó là phần quan trọng nhất sao lơ đáp rằng ông đã đem aga về và tiêu diệt hết dân amalek nhưng dân sự muốn giữ những vật tốt nhất về của đáng tận diệt để dâng cho đức chúa trời nên ông đã chỉ mang những thứ đó thôi ông nghĩ rằng việc này thật nhỏ nhặt chẳng phải đức chúa trời có thể nhắm mắt làm ngơ sao Tuy nhiên, Kinh Thánh kết luận rằng Đức Chúa Trời là đấng có nhiều hơn thế, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Tại sao chúng ta cần những bài học này từ quá khứ? Khi xem lời trong Roma chương 15 đã được chép rằng hết thảy những ghi chép lịch sử này tồn tại để dạy chúng ta là những người đang sống vào thời đại này. Hãy thử nghĩ về gia đình. Có những người con nghe lời cha mẹ và làm theo, nhưng có những người con thì không. Về phần linh hồn cũng giống như vậy. Khi chúng ta làm theo lời cha mẹ, khi chúng ta sẽ nhận ra cha mẹ mong muốn gì và lý do họ yêu cầu chúng ta làm như vậy. Sau này chúng ta sẽ biết tất cả. Hãy chăm chỉ học tập, sau này sẽ có nhiều thời gian để chơi khi sống cuộc đời mình đến một lúc nào đó có người cũng nhắc lại lời như vậy với con cái họ đó là vì mọi người muốn con mình có cuộc sống tốt hơn chẳng phải đức chúa trời cũng ban cho chúng ta nhiều sự dạy dỗ để mở ra cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ hay sao các quý vị và tôi đừng bao giờ làm những điều khiến đức chúa trời phải hối hận như thế này chẳng phải vậy sao chẳng phải hối hận vì đã lập sao lơ làm vua nghĩa là đức thánh linh đã rời đi hay sao nếu xem ghi chép ở thứ nhất samuel thì khi đức thánh linh lìa khỏi sao lơ ông đã sống cuộc đời khổ nạn ông đã không còn cách nào khác ngoài việc sống cuộc sống thể này luôn bị quỷ ám và chịu nhiều khổ nạn Tại sao chúng ta phải luôn vâng lời Đức Chúa Trời và ghi khắc sự dạy dỗ của Ngài trong lòng? Hãy xem lời trong Esai chương 55 câu 8. Đức Jehovah phán, ý tưởng ta, tức là ý tưởng của Đức Chúa Trời. So với ý tưởng của các con cái trên trời chúng ta thì như thế nào? Chẳng phải ý tưởng các ngươi có sự khác biệt rất lớn về mức độ yêu thương giữa tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái và tình yêu thương mà con cái dành cho cha mẹ. Đức Giê-hô-va phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa mà đượm nhuần đất đai làm cho xanh ra và kết nụ, đã có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm chọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ý tưởng của đức chúa trời rất khác với ý tưởng của chúng ta. Trong ý tưởng của sao lơ, điều mà ông nghĩ rằng như vậy là đủ rồi đã khiến đức chúa trời phải hối hận điều chúng ta cho là nhỏ cũng có thể trở thành điều lớn lao trong mắt đức chúa trời ngày nay khi sống trên trái đất này dù chỉ là việc nhỏ nhưng trước tiên hãy suy nghĩ rằng đức chúa trời đã phán như thế nào dù đó là con đường thập tự giá và con đường đầy trông gai, chúng ta phải trở thành các con cái trên trời đi theo bất cứ nơi nào thiên còn dẫn dắt. khi ấy đức thánh linh sẽ luôn ở cùng chúng ta. tuy nhiên trong suy nghĩ của chúng ta, đôi khi đức chúa trời coi những điều lớn lao là không đáng kể, đôi khi những điều nhỏ nhặt lại trở thành vấn đề lớn. Vì vậy, các quý vị và tôi nhất định phải trân trọng tất cả lời của Đức Chúa Trời, dù là lớn hay nhỏ. Chúng ta hãy xem Dô chương 6 để biết Đức Thánh Linh luôn hiện diện như thế nào. Trong phương pháp chinh phục Jericho, ý tưởng của Dô chắc sẽ giống chúng ta khoảng 70-80%. Ông chắc hẳn đã nghĩ ra các chiến thuật và chiến lược mà người thường có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, ý tưởng của Đức Chúa Trời lại khác xa so với ý tưởng của Dô Suê. Thưa các quý vị, mỗi khi nhìn thấy điều này, tôi đều tự hỏi liệu chúng ta có nên phụ thuộc quá nhiều vào chiến lược hay kế hoạch của con người hay không. Tất nhiên, đôi khi phương pháp đó cũng tốt, Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời cho chúng ta bức tranh lớn và phán rằng hãy làm điều này, thì chúng ta phải làm theo hình mẫu đó. Thay vì làm theo đường lối của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta cố gắng làm theo cách riêng của mình hoặc làm theo phương pháp chung chung cho rằng hình mẫu là hình mẫu thông thường, thì sẽ ra sao? Chúng ta không nên làm như vậy. Hãy xem lời trong Dô chương 6. Chương 6 câu 1 chép rằng và Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel không người nào vào ra. Đức Jehovah phán cùng dô xuê rằng, kìa ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạng của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giáo ước cầm bảy cái kèn tiếng vang nhưng qua ngày thứ bảy các người phải đi vòng chung quanh thành bảy bận và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên khi những thầy tế lễ thổi kèn vang các người vừa nghe tiếng kèn hết thải dân sự phải la tiếng lớn lên y vách thành sẽ sập xuống rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình vậy Suê, con trai của nun gọi những thầy tế lễ mà nói rằng hãy khiêng hòm giao ước và bảy thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va cầm bảy cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng hãy đi vòng xung quanh thành và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va. Suê không phải là chiến lược gia, cũng không phải là người mưu mô. Ông chỉ đảm nhiệm vai trò là người chấp hành, thông báo cho người dân và chiến sĩ về lời của Đức Chúa Trời và thực hiện những điều đó. Nếu có, dù chỉ một phần trăm ý tưởng của Joshua được thêm vào, thì sự chinh phục sẽ còn rất xa. Chúng ta luôn học qua Kinh Thánh. Thông qua lịch sử, thì ra có sự thật như vậy, thì ra có lịch sử như thế. Đức Chúa Trời vào thời đại Dô Suê, có khác với Đức Chúa Trời vào thời đại này không? Ngoài ra, Đức Chúa Trời hối hận vì đã lập Sao Lơ làm vua có khác với Đức Chúa Trời dẫn dắt thời đại này không? Ngài là cùng một Đức Chúa Trời. Vào thời đại này, Đức Chúa Trời dẫn dắt tin lành của chúng ta ở cùng chúng ta và ban phước cho chúng ta. Khi nào Đức Chúa Trời hối hận và khi nào Ngài vui mừng, Chẳng phải những điều này đã được liệt kê hết trong 66 quyển sách kinh thánh rồi hay sao? Đây là cảnh mà dù có xem 10 lần hay thậm chí 10.000 lần, cũng khiến chúng ta thỏa mãn vô cùng. Khi những cảnh thỏa mãn này được thực hiện, thì được thực hiện bởi những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những người nhận được Đức Thánh Linh đã hành động như thế nào? Chúng ta có thể thấy họ đã sống cuộc đời tuyệt đối vâng lời Đức Chúa Trời và củng cố tinh thần Đức tin ấy một cách tuyệt đối trong tấm lòng. Trong 66 quyển Kinh Thánh, tất cả những người dẫn dắt cuộc sống trên con đường chiến thắng vào mỗi thời đại đều là những người tràn đầy Đức Thánh Linh. Hãy tiếp tục xem lời trong các quan xét chương 7 câu 1 Chương 7 câu 1 chép rằng Qua ngày sau, Zeruba anh tức là Gedeon và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm đi đến đóng trại gần bên suối Harod. Dinh của Marian ở phía bắc về lối nổ More trong chúng. Đức Jehovah phán cùng Gedeon rằng đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá Ta chẳng phó dân Madian vào tay nó đâu. E Israel đối cùng ta tự khoe mà rằng tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Gala. Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gedeon rằng dân hãy còn đông quá. Phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì người thử chúng nó tại đó. Một mình Đức Chúa Trời có thể tiêu diệt toàn bộ dân Madian. Đức Chúa Trời luôn truyền đạt ý muốn của Ngài cho những người vâng theo lời của Ngài ở bất kỳ thời đại nào và giúp họ có thể thực hiện và tiến hành công việc. Chúng ta có thể xác minh điều này thông qua lịch sử của Gedeon, lịch sử của Joshua và lịch sử của Môi Xe. Tại đây, Gedeon đã không do dự cắt giảm quân số theo lời Đức Chúa Trời ban cho. Trong 32.000 người thì còn lại 10.000 người, 22.000 người đã trở về. 9.700 trong 10.000 người đã trở về, chỉ còn lại 300 người đối đầu với 135.000 quân địch. Họ đã lo lắng và căng thẳng đến mức nào? Tuy nhiên, 300 người còn lại chưa bao giờ nghĩ rằng liệu 300 người chúng ta có thể đánh bại 135.000 người không? Chẳng phải Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta sao? Họ chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời hơn là hoàn cảnh xung quanh. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài coi trái đất như giọt nước ở trong thùng, như không là gì cả. Vì đức tin đó lấp đầy tấm lòng, nên họ không ngần ngại vâng theo lời Đức Chúa Trời. Trong những người như vậy thì có gì lấp đầy? Họ được lấp đầy bởi Đức Thánh Linh dầu đức tin tràn đầy trong họ cuối cùng đức chúa trời đã ban chiến thắng cho những người này chúng ta phải trở thành những người lãnh đạo giao truyền đúng ý muốn của đức chúa trời trước mặt chúng ta như đức chúa trời phán hãy làm chúng ta không nên thêm vào ý tưởng của riêng chúng ta những lẽ thường và triết lý mà chúng ta học được từ thế gian để lời nói của chúng ta nghe có vẻ hay Chúng ta phải giao truyền được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn đổ Đức Thánh Linh trên những người vâng phục và giao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ có sợ kẻ thù của mình khi chiến đấu trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Đức Chúa Trời đã chặn tất cả các mũi tên rồi. Chẳng phải chúng ta nên tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng như vậy hay sao? Hãy tưởng tượng các quý vị là Gedeon. Nếu quý vị lãnh đạo đội quân 32.000 người, thì quý vị sẽ muốn có thêm một người nữa. Quý vị có muốn giảm số lượng đi không? Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với Gedeon, hãy giảm bớt đi. Nên, Gedeon đã vâng theo ý tưởng của Đức Chúa Trời và làm theo. Chẳng phải vậy sao? Khi môi xe dẫn dân Israel ra khỏi xứ Egypto và đi trên con đường mà Đức Chúa Trời phán hãy đi, thì biển đỏ chặn trước mặt họ. Về dân chúng, có khoảng 3 triệu người gồm 600.000 nam đinh và gia đình họ. Họ đang tập trung trước biển đỏ. Tuy nhiên, vua đã trực tiếp dẫn đầu cỗ xe và truy đuổi dân Israel để bắt họ lại sau khi quân đội Egypto thả họ ra. Người dân Israel đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thưa các quý vị, nếu quý vị rơi vào tình huống như vậy, chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi vì không còn cách nào khác nên họ đã muốn vượt qua biển nhưng không còn cách nào để vượt qua được. Khi đó, dân chúng, môi xe và các người lãnh đạo đã nghĩ gì? Chúng ta cần một cái bè để vượt qua biển này, hoặc chúng ta nên làm một cây cầu bằng gỗ. Chẳng phải họ có thể nghĩ như vậy sao? Thông thường, mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đường lối của Đức Chúa Trời thì sao? Ngài đã biến biển thành đất cả. Ý tưởng biến biển thành đất cạn này chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được chúng ta không thể làm điều đó thậm chí không dám tưởng tượng chẳng phải vậy sao vì vậy chúng ta phải luôn đi đến nơi mà đức chúa trời phán chúng ta hãy đi đôi khi chúng ta nghĩ rằng có chướng ngại vật lớn ở phía trước nhưng trở ngại đó có thể là đường tắt biển đỏ vốn bị coi là chướng ngại vật đã trở thành vùng đất khô và Đức Chúa Trời đã dẫn đường để họ dễ dàng vượt qua. Mỗi khi nhìn vào lịch sử này, chúng ta đều tự hỏi. Nếu không phải là Đức Chúa Trời, thì sao có thể điều hành được những việc như thế? Một lần nữa, chúng ta dâng vinh hiển, cảm tạ và tôn kính lên Đức Chúa Trời. Sáng nay, trời có mưa một chút. Tôi đang nghĩ rằng liệu con người có thể mua nước và tưới lên cây cối núi non trên mảnh đất rộng lớn này được không chúng ta có thể sử dụng một vài máy bay trực thăng để dập tắt đám cháy và tưới nước nhẹ nhàng tuy nhiên ai có thể tưới nước cho toàn bộ trái đất quả nhiên không ai ngoài đức chúa trời có thể làm điều này khi trời mưa, mọi người nghĩ hình như trời đang mưa phải dùng ô thôi. Con người chỉ nghĩ về điều này. Làm thế nào để con người có thể tạo ra nhiều nước như vậy? Không ai có thể làm điều này. Đó là lý do Đức Chúa Trời phán rằng đừng sợ loài người. Chẳng phải Đức Chúa Trời toàn năng là đứng giúp đỡ các ngươi sao? Con người chúng ta đều không trọn vẹn. Duy trì Đức Chúa Trời là đấng trọn vẹn. Nên các quý vị và tôi hãy đi theo con đường trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Vì vậy, tác giả sách Hebrew đã ghi lại luật pháp về sự vâng lời Đức Chúa Trời trong chương 3 như sau. Hãy xem lời trong Hebrew chương 3 câu 10. Nhân đó, ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó như thế nào? lầm lạc luôn, đã được phán như vậy. Khi chúng ta lầm lạc, nghĩa là chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời và khiến Ngài nổi giận. Hết thải những điều này xảy ra khi chúng ta bị cám dỗ bởi đối tượng nào đó. Lòng chúng nó lầm lạc luôn. Và thế nào nữa? Chẳng từng biết đường lối ta. Chúng ta cần kiểm tra xem liệu chúng ta có coi lời của Đức Chúa Trời là việc nhỏ giống như vua Sao Lơ hay không. Hãy tiếp tục với câu 11. Nhân đó ta nổi giận ma thê rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Hỡi anh em, hãy giữ lấy kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin. Mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Cụ từ lòng chúng nó lầm lạc luôn, xuất hiện trước, và trong câu 13 cụ từ bị tội lỗi dỗ dành, xuất hiện. Điều gì xảy ra với tấm lòng chúng ta bởi tội lỗi dỗ dành? Tấm lòng chúng ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn, Thưa các quý vị, chỉ ruộng tấm lòng được cây sới kỹ, thì cây tốt mới có thể đơm hoa và kết trái. Nếu không, như lời đã nói ở đây, chỉ có những suy nghĩ cứng cỏi. Tiêu cực do tội lỗi dỗ dành sẽ luôn thống trị thế giới đức tin của chúng ta. Để thế giới phần linh hồn của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui, sự cảm tạ và hạnh phúc, thì Đức Chúa Trời phải luôn ở trong chúng ta. Nếu muốn có tấm lòng như thế này thì phải làm gì? Chúng ta phải loại đá ra khỏi thừa ruộng tấm lòng và loại bỏ hết gai góc. Chúng ta phải thay đổi tấm lòng thành đất màu mỡ. Cách đơn giản nhất và duy nhất để làm cho đất màu mỡ là vâng lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta phải nói rằng tôi sẽ luôn làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không được áp dụng điều này một cách bất cẩn. Điều Kinh Thánh dạy là vâng lời Đức Chúa Trời. Câu 14 Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Rít, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta, cho đến khi nào? Cho vững bền đến cuối cùng. Và điều gì đã được chép trong những câu tiếp theo? Hãy chuyển sang câu 18. Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há à, chẳng phải với ai? Với những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể hoạt động giữa sự không vâng lời không? Khi xem công vụ các sứ đồ chương 5 câu 32 được chép rằng Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những kẻ vâng lời Ngài. Vậy điều gì đã chứa đầy trong tấm lòng của những người không vâng lời này? Đầy sự cám dỗ của tội lỗi và tấm lòng họ luôn bị lừa dối, rời khỏi Đức Chúa Trời. Họ đã không nhận được Đức Thánh Linh. Vì thế, cuộc sống 40 năm trong đồng vắng trở nên nhàm chán khi đức thánh linh ở cùng chúng ta thì nơi đức chúa trời ngự chính là nước thiên đàng chúng ta sẽ vui mừng trong mọi hoàn cảnh dù trải qua hoàn cảnh tốt hay hoàn cảnh xấu đó là vì chúng ta có tương lai được bảo đảm đã được chuẩn bị tất cả các chức vụ thầy tế lễ nhà vua trên nước thiên đàng Thậm chí Đức Chúa Trời còn phán rằng ta sẽ đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Nếu có một đất nước trên thế giới mà tất cả các con đường đều được sát vàng thì quý vị có muốn đến đất nước đó không? Đức Chúa Trời phán sẽ ban nước đó cho chúng ta. Vậy tương lai của chúng ta có u ám không? Chúng ta phải đặt niềm trông mong vào đâu? chúng ta sẽ đến đất nước được phủ vàng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quên lời của Đức Chúa Trời, nhưng lại nghĩ rằng ngày mai sẽ ăn gì, ngày mai sẽ mặc gì đây? Khi chìm đắm trong những lo lắng đó, thì Đức Chúa Trời đã nổi giận và tấm lòng trở nên cứng cỏi hơn bởi tội lỗi dỗ dành ngay cả khi chúng ta sống trong túp lều tồi tàn trong khi người khác sống trong ngôi nhà lớn thì những người đã nhận lãnh đức thánh linh không nhìn nhận như vậy đó chỉ là không gian tạm thời chúng ta không được quên quê hương của chúng ta đức chúa trời đã hứa ban đức thánh linh cho những ai vâng lời ngài ngài đã ban đức thánh linh cho Giô-xuê để ông cảm nhận được niềm vui chiến thắng trong hoàn cảnh không thể nào chiến thắng được gedeon cũng được hưởng niềm vui như vậy và thông qua môi xe ngài đã biến biển đỏ thành đất cạn để người dân đi qua đức chúa trời muốn chúng ta vào thời đại này luôn sống trong môi trường tràn đầy đức thánh linh bằng cách vâng lời đức chúa trời để chúng ta không ở đó với tấm lòng cứng cỏi vì bị tội lỗi dỗ dành đức chúa trời cha mẹ phán với chúng ta rằng ngài sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên và cho phép chúng ta được thừa hưởng vương quốc tuyệt vời nơi không có sự chết và không có đau đớn nào trên trái đất này sẽ truyền lại cho chúng ta nữa. Chúng ta có thể so sánh điều này với bất cứ điều gì trên trái đất này không? Nếu tấm lòng chúng ta bị cám dỗ, thì mọi thứ trên trái đất này trông tốt hơn nhiều. Tại sao vậy? Vì chúng ta đã bị cám dỗ. Khi Eva nhìn vào cây thiện ác, thì đã nghĩ rằng không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi bị cám dỗ thì đã cảm thấy thế nào? Trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Tấm lòng chúng ta phải luôn hướng về Đức Chúa Trời. Bị mê hoặc bởi bản chất tội lỗi mà quỷ cứ mở to mắt nhìn về phía đó. Sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép báp tên và kiêng ngăn trong 40 ngày, Satan đã cám dỗ Ngài bởi những, những thứ thuộc về đất này. Chúng đã cho Ngài thấy vinh hiển của thế gian và bảo Ngài hãy sắp mình trước mặt chúng mà thờ lạnh. Vì việc con người phải ăn và sống là việc cấp bách, nên Satan đã nói, hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, tất cả đều là vô nghĩa. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Người đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời người, Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin chúng ta, không phải là đối tượng của thử thách. Đức Chúa Giêsu đã đáp lời Satan bằng tư tưởng của Đức Thánh Linh, còn Satan thì không ngừng cám dỗ Ngài bằng những lời dối trá. Tấm lòng của chúng ta có bị mê hoặc bởi tội lỗi không? Có phải nó đã trở thành tấm lòng tội lỗi không? Đây là điều quan trọng nhất. Để không đánh mất nước thiên đàng vĩnh cửu, Chúng ta phải luôn có tấm lòng của Đức Thánh Linh. Được chép rằng Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho kẻ vâng lời Ngài. Tôi mong các quý vị sẽ không quên điều này hôm nay. Lời nói của những người đầy dạy Đức Thánh Linh luôn là lời mang lại hạnh phúc và xây dựng nhân đức. Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, đúng không? Vì vậy, chúng ta phải trở thành những người sống trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu nhìn vào răng bát tiếp, dù đã chỉ ăn châu chấu và mật ong rừng, nhưng ông không ghen tị với những người đã ăn đồ ăn ngon. Đó là bởi ông được đầy dãy đức thánh linh nên tràn đầy niềm vui. Ông biết rất rõ ràng không có điều kiện vật chất nào trên trái đất này có thể trở thành công cụ để đạt được hạnh phúc. Chúng ta hãy có đức tin và sự trông mong vào nước thiên đàng và được lấp đầy bởi Đức Thánh Linh. Tôi mong rằng hôm nay sẽ là ngày sa bát đẹp đẽ và đầy ân huệ anh chị em chúng ta liên hiệp hòa thuận và chăm sóc lẫn nhau thật tốt với niềm trông mong nước thiên đàng. Tôi xin kết thúc lời hôm nay. Xin cảm ơn.